Ở đây là xã Phú Sơn các bạn. Xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, cảnh rất là đẹp. Mình tiếp tục cuộc hành trình đi lang thang của vợ chồng mình về hướng Tây Nguyên. Phần này là phần chính. Từ xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, mình đi về hướng Tây Nguyên các bạn. Mình đi về Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum gì đâu chảnh á. Giờ mình chưa biết đi tới đâu. Chưa biết nửa đường không, nửa đường cứ đi thôi. Ra đường thì đi, hết xăng thì đổ, tối thì ngủ, mệt thì nghỉ, vậy thôi. Phần này là phần chính. Và vợ chồng mình xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn, cô chú, anh chị đang xem video của vợ chồng mình. Các bạn xem video của vợ chồng mình, các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh các bạn. Đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần hai vợ chồng mình. Mỗi lượt đăng ký của các bạn là nguồn động viên rất lớn đối với vợ chồng mình, để vợ chồng mình có thêm nhiều động lực hơn nữa làm nhiều video tiếp theo các bạn. Vợ chồng mình chuyên review các cung đường trên đất nước Việt Nam, nơi mà vợ chồng mình đi qua. Vợ chồng mình có hai kênh YouTube các bạn. Kênh thứ nhất là Vợ Chồng Sửa Xe, kênh thứ hai là Vợ Chồng Du Ký. Và bây giờ vợ chồng mình xin mời tất cả các bạn, cô chú, anh chị cùng theo dõi hành trình của vợ chồng mình đi về hướng Tây Nguyên, từ Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn các bạn. Mình đi về hướng Tây Nguyên, đi tới đâu mình quay phim tới đó, đưa lên mạng để tất cả các bạn, cô chú, anh chị cùng vợ chồng mình thưởng lãm cảnh đẹp của quê hương đất nước Việt Nam trên những cung đường mà vợ chồng mình đi qua. Tập đoàn Đức Long Gia Lai, 35.000 các bạn. Ở đây là mấy cái trạm này toàn bộ 35.000 hết. Ở bên trái mình cũng thấy cái gì đẹp lắm các bạn. Núi đồi đẹp quá. Coi có cái đường nào đi vô cái đó không? Có đường này vô nhà thôi. Không, có cái đường đi vô. Mình kiếm đường đi vô cho cái đó đẹp đẹp các bạn. Mà không biết có đường không, không biết cái nhà là cái chùa chùa á. Để đi gần gần đây có cái bảng hiệu nào đưa đi vô chùa đó, mình chạy vô đẹp. Hoặc là mình ngừng là mình hỏi người ta nó có đường đi vô đó không. Nhông và nhông qua đường coi cảnh đẹp, mình quay thấy có cái chùa ở trong đó đẹp quá. Đây một đoàn Phật tử chạy rung trên đường đúng không ạ? Quanh cua chạy rung trên đường luôn. Vậy không lẽ qua bên Đắk Nông rồi để xả đó, Đắk Ru. Đắk Ru là Đắk Đắk rồi, chắc qua tới Đắk Nông rồi đó. Đây tới Đắk Nông các bạn, huyện Đắk Lắk. Để xả Đắk Ru, Đắk Ru là đâu phải tiếng Việt mình. Giờ nãy nhiều khi mình nghĩ là ở qua bên Đắk Nông rồi đó, chứ không phải Phú Sơn đâu. Đây Đắk Ru đó. Đây Đắk Lắk, Đắk Nông, Đắk Ru, Đắk Lắk, Đắk Nông. Giờ nãy là không, cứ để vậy đi không sao á. Đây Đắk Lắk, Đắk Ru, xã Đắk Ru, huyện Đắk Lắk, tỉnh Đắk Nông. Rồi mình đi kiếm cái đường mình vô cái chùa đó. Là có đường mà đi kiếm. Biết cái đường nào. Có đường thì đi, không có thôi mà người ta chở vật liệu vô tới đó được thì tất nhiên phải có đường vô. Không nhớ đâu. Đắk Lắk, Đắk Ru, Đắk Lắk, Đắk Nông. Nhiều khi cái chỗ mình ngừng nãy là thuộc Đắk Nông rồi mà mình không có biết. Không có để bảng đấy đâu biết. Mình đang chiếc xe, cả thấy chiếc xe không? Bảng
Đó, thấy chiếc xe chưa? Mất thắng đó, từ đây là mất thắng đó. Gãy lát, gãy bánh, chạy chậm mà tài xế không sao đâu, lát gãy luôn rồi đó, hai bánh rồi. Chạy đều dốc nhanh quá, tới đó thắng không được mà không thắng cũng không được, lát xe gãy làm đôi luôn. Lát cầu như khi bị nổ vỏ gì đó mới tức thì nên cứ từ từ đi, bạn giảm bình an. Ai đi nhanh để cho người ta đi trước. Từ từ. Trồng cá, ấp gì trồng cá, quá là cái cá. Cái cá làm thuốc mà sao ta trồng dữ. Cá ta có làm thuốc không? Ai biết thôi. Có ta trồng hết rồi. Cổng chùa. Kiếm cổng chùa mình quay vô. Ủa cái chùa này nó khác hả? Chùa này khác. Chùa này không phải được đâu, lên đâu. Mình đi vô chùa quá. Chùa Phước Thành, huyện Đắk Rần Áp Rắp Rắp. Không phải chỗ này. Không phải chỗ này. Đằng kia. Mình chạy vô thử coi, phải cái chùa kia dốc cao quá các bạn. Để mình đi xuống một. Vậy là không phải cái chùa ở đằng kia mình thấy. Xe đậu dắt đi dần ra dốc lên cái chùa này cao. Cái dốc cao lắm rồi. Ôi đau đó. Để chú một mình tuột xuống. Không có cái đường đi dốc dựng đứng xuống. Lô ru đất lắp đất nông cái chùa đó, chùa này chùa gì quên rồi, cao đắc rờ. Mình kiếm cái đường đắc vô cái chùa đó đỏ bự phía trong mà không biết đường vô thì thôi mình cứ đi nữa. Tỉnh Đắk Nông đến Gia Nghĩa là 37 km.
không biết Gia Nghĩa là thành phố Gia Nghĩa hay là thị xã Gia Nghĩa gì mình chưa biết. Đây kêu bằng thôn, bên kia thì ấp, là sao ta? Bên thôn bên ấp. Đây kêu bằng thôn đúng không? Thôn ấp. Đi qua tới cái Gia Lợi gì rồi, cái thôn khác rồi. Thôn là ấp. Ở trong Nam mình thì thôn, thôn tổ rồi thôn, còn đây là ở tổ rồi ấp, còn đây là thôn, thôn là mình tổ, ở ấp. Một thôn có nhiều tổ, còn mình nhà một thôn có nhiều ấp. Ồ, một thôn có nhiều tổ, còn trong mình một ấp rồi cũng có nhiều tổ. Thì thôn với ấp nó giống nhau thôi. Ấp gì? Đâu có ấp ở đây thôn mà, đâu có ấp. Có thôn rồi đấy, thôn đắp rồi luôn vậy đó. Thôn Văn Hóa nè. Thôn Tân Lợi, xã Đắc Ru. Ờ, đúng rồi. Huyện Đắk Lắk. Tỉnh Đắk Nông. Tỉnh Đắk Nông. Cảnh đẹp ghê không? Đó. Ông đi buồn có ngồi đi luôn. Giờ ở đây nói chung là lực lượng chức năng kiểm tra rất là thường xuyên, bắn tốc độ suốt. Bắn tốc độ suốt luôn. Các bạn đi các bạn phải chú ý. Chở vali, chở đồ. Đi học. Sinh viên học sinh. Thì nãy chiếc xe du lịch đi đường ta trước, còn mấy ông đi xe tải nè. Nãy chứ đi tải bán tải rồi. Nói chung là đường lạ mình cứ tốc độ thấp nhất mình chạy. Đây thấp nhất là 50, mình cứ chạy 50 hoặc là 60 thôi. Nhiều khi có bản tốc độ khu dân cư mình không để ý, hoặc có độ 60 mình không để ý. Để mình kéo 80 rồi hồi là dính chương. Để dành tiền phạt để mình đổ xăng mình đi chơi được vài ngày nữa. Kết chiếc xe lũi lời này. Xe lạc dù. Xe tải. Tặng cho bảo hiểm đền. Mình tự làm gì tự mình sửa. Có bảo hiểm hai chiều thì bảo hiểm vẫn có trách nhiệm. Xe mới người ta mua bảo hiểm hai chiều. Có bất kỳ sự cố gì thì bảo hiểm không có trách nhiệm cho. Này 50 nè, các bạn này 60, các bạn này 50. Thường thứ này ta biết, còn mình cả đời mới đi lần đầu tiên không có rành đâu. Không đặc biệt. Đây là 50. Bắn ở chỗ này là kia chợ mất. Chợ, chợ, mắc kịch là chợ. Biết là chợ gì đây, phải chợ gì. Không có chợ đâu, có cái dòm thôi à, có chợ. Đây đó, vậy thôi nè. Vậy là hết chợ không? Đây, rồi nhà làm chợ đây nè. Nhưng mà ý là không có để bên phải mình là cái chợ gì đâu biết. Đắk Lắk. Thị xã Đắk Lắk thì chợ Đắk Lắk chứ chợ gì? Quảng Tính. Thì Quảng Tính là cái ấp. Để cái chợ Quảng Tính luôn không? Ý là ở trên cái bảng là để chợ thôn Quảng xã Quảng. Nhưng mà để chợ Quảng Tính. Để thôn năm Quảng Tính Đắk Lắk đúng rồi. Cái chợ Quảng cái này xã Quảng Tính, chợ Quảng Tính. Vậy là hết rồi, hết chợ. Vậy là chợ Quảng Tính. Đây cái chợ đó. Xã Quảng Tính. Đắk Lắk là huyện Đắk Lắk. Thôn 2 Quảng Tính, chợ Quảng thôn Tính. Thôn ấp á. Thì đó. Đắk Lắk. Huyện Đắk Nông, tỉnh Đắk Nông, huyện Đắk Lắk. Đắk Nông. Có chợ vậy thôi hả? Xong hết rồi. Giờ qua khu vực này là hết khu dân cư. Đây 50. Nhưng được cái là không có bản cấm đậu cấm dừng. Tuyến đường này mình thấy không có bản cấm đậu cấm dừng. Chỉ có mỗi bản cả bản làm lề vô cao quá mình. Đó, đường thêm vô đó. Ngon không? Chỉ có mỗi bản tốc độ. Chỉ có bản đường vô đó. Thêm lề
muốn đậu đầu đậu đi vô thước bên vô thước à, đây có bạn cầm đầu cầm dừng đây, nãy giờ không có thấy bạn nào mà. Giờ không thấy bạn cầm đầu cầm dừng không có giờ dắt vậy đậu cầm xuống đại thước đó, người ta làm đầy luôn đó. Đây có bạn cầm đầu cầm dừng không hợp không đầu luôn ngon lắm, mở đường thì bự lên làm cho thêm làm theo ba đang mới rộng cái lề đường cho người đi bộ quá. Mẹ đây có rồi nè, có rồi, em thấy sẵn em nói thêm cái đường trong kìa nó đang thêm thước nữa, thêm thước nữa cái đàn ra cho nó rộng ra chạy thoải mái nè, đang làm gì đây nãy 50 đi. 50 đang 50 cấm đầu cấm dừng mà tới đây hết chưa không biết, nhưng mình đâu có nhu cầu đậu đâu sợ đi với đâu với bạn Gia Lai hay gì đó. 81 Gia Lai gì không? 81 Gia Lai bữa đi Quy Nhơn thấy xe bằng số 81 chạy quá chừng ở trong chỗ Tây Sơn Bình Định á, chỗ Phú Phong. Hôm nay 48, 72 thì biết rồi. 72 Vũng Tàu. 48. Hết khu dân cư chạy được 80, được 10 thước cái mình chạy còn 60. Đây, nó qua cái bảng này mình chạy được 80 nè. Chạy tới đây là hạ còn tốc độ 60, đang bò lên dốc tốc độ 20. Theo đó mình cấm tấm bảng 60 là được à? Chạy vừa khỏi cắn tấm bảng hết dân cư. Đang lên dốc mà lấy tốc độ 80 cũng khó. Chạy được 10 mét phải hạ 60. Chạy thấy đường khác. Không. Có phòng máy. Gia Nghĩa 31 cây số. Chừng ta trồng cái cây gì trong quá chừng nhọn 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 quá chừng mình để số 3 mình leo dốc gần chết, xe chạy mắm đùng đùng mạnh, xe mình yếu mình để số 3 mình leo dốc gần chết. Bò lên dốc gần chết. Máy xe công suất lớn chạy vù vù vù. Xe mình có ngàn phân khối leo dốc bò. Tiếng xe khách vẫn có, tiếng cố định nó vẫn chạy được này. Chạy lẹ thì bị bắn tốc độ. Đi thường thì ta biết đoạn nào 60, đoạn nào 50, đoạn nào 80 ta chạy. Còn mình cả đời mình đi lạc mình đâu có biết được. Ta đi mỗi ngày ta biết được. Chỗ nào có ổ gà, chỗ nào có quanh cua ta biết hết. Thank you.
giờ tên khó đọc lắm. Quảng Lắp, Đắk Lắp, vẫn còn Đắk Lắp. Ý nữa là Quảng Tính, Đắk Lắp, Cờ Bê Lạp. Đắk Lắp đó, đó. Đắk Cà Lắp. Đắk Cờ Bê Lạp, rồi Đắk Lắp, Đắk Nông. Nhớ vậy thôi đó. Đắk Cà Lắp. Còn Quảng Tính. Mà nãy đi ngang chợ Quảng Tính á. Rất là liền nhưng mà rất là dốc, thì lên dốc không đắt là lắm lắm đâu, đắt là bê lắm đắt cờ lắp bờ chứ bờ cả à, thì đắt cờ bờ lắp có chữ ca nữa mà. Có đường vô cái chùa bự ha. Cái đường đó đã xanh nè. Đắk Cờ Rờ Lắp. Ừ, Đắk Cờ Rờ. Còn bên đây là B. Nó còn ở trong đó hả? Kiến Thành rồi, thôn chính Kiến Thành. Không có thôn chính của Quảng Tính là hết rồi. Này qua xã Kiến Thành rồi. Huyện Đắk Lắk. Hay là huyện khác gì không biết. Ghê không? Đường liền rộng rãi uốn lượn xuống dốc cái đi lên liền. Gió vù 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 gió dữ lắm, gió như ở Đà Lạt. Của huyện Đắk Lắk. Ờ. Thôn chính của Thành. Có hết thôn rồi. Có. Giờ đây dắt vô thị trấn. Còn thôn. Bà bán hiệu coi. Còn thôn thì thôn 6 thì Kiến Đức rồi. Thị trấn Kiến Đức hả gì đó? Không, thôn. Đâu có.
xã hay là thị trấn gì đó, đọc coi, đọc coi. Thị trấn Kiến Đức. Thôn được thôn. Thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk Lắk, thấy không? Kiến Đức. Qua đây mới kiến, hồi nãy là Kiến Thành. Chứ không phải là xã Kiến Thành. Giờ tới thị trấn. Ô 26. Thị trấn ở đây là thị trấn Kiến Đức rồi hả, thị trấn rồi đó. Bao nhiêu đó? Đây là huyện lỵ của huyện Đắk Lắk. Chứ không phải là xã Kiến Đức. Quyền lỵ của huyện Đắk Lắk. Có lương này thì an toàn, không sợ người ta băng bất tử. Con lương là 60. Vô viên cư mà không có xô cư thì đông người cũng chạy chậm thôi. Đi chơi. Lên dốc thì không sợ, chỉ sợ đang xuống dốc là băng ngang. Đang lên phải xuống rồi đó. Xuống rồi. Hướng này thì lên dốc là nhiều, bởi vì đi về vùng cao. Cầu dốc. Cái miếng đường bằng không có, cứ xuống rồi lên, xuống lên. Bị cái quả đồi á, nó làm ngay cái quả đồi lên xuống lên xuống. Chứ đường này đâu có làm gì. Đồi nó chập trùng xuống lên. Chỉ bị lên. Trung tâm thương mại. Chợ.
Và mình xin kết thúc video ở đây, ở thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk Lắk, tỉnh Đắk Nông. Và mình xin kết thúc video đây.